Hàng loạt chỉ tiêu vừa được ngành nông nghiệp đưa ra trong kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ. Những chỉ tiêu này thì đều cao hơn kế hoạch được giao, như là tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,2 cho đến 4%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Vâng, việc mà mạnh dạn đề ra các mục tiêu tăng trưởng cao hơn kế hoạch được giao xuất phát từ những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu năm mới, khi có nhiều nông sản tiếp tục bứt phá từ đà tăng của cuối năm ngoái như là gạo, cà phê hay là trái cây. Ngay từ đầu năm, Việt Nam đã có 6 tấn xoài tượng xanh được xuất khẩu bằng đường hàng không sang thị trường Mỹ và Australia. Điều này mở ra cơ hội lớn khi Việt Nam là nước trồng xoài lớn thứ 13 trên thế giới với tổng diện tích khoảng 100.000 hectare, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm. Chúng tôi cũng đã đưa khách hàng của chúng tôi về tại chợ mới này, là người Úc về tại chợ mới để chọn cái trái xoài, và hôm nay chúng tôi quyết định là đưa trái xoài đó sang Úc. Hàng chục nghìn hecta dừa đang được nông dân trồng theo hướng hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp để vừa đáp ứng được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, vừa đón đầu cơ hội từ thị trường chính ngạch Trung Quốc. Hồi mà chưa có hợp tác với công ty thì có cái thì cái thị trường thì nó rất là bất bền, nhưng mà hôm nay thì được 45.000, đang hy vọng một cái để mà mình làm được cái bãi vụ trồng để có cái giá cả ổn định cho người dân. Cùng với bán trái tươi, các loại củ quả chế biến sâu đang được xác định là sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Nếu tính từ năm 2016 chỉ có vài trăm tấn khoai lang xuất khẩu, thì năm nay từ đa dạng chế biến, cơ sở này đã tăng lên 4.500 thậm chí 5.000 tấn. Duy trì và mở rộng thị phần sang thị trường Nhật Bản là mục tiêu đặt ra. Do cái tỷ giá đồng yên so với đồng đô la cũng gây khó khăn cho các cái nhà nhập khẩu ở Nhật Bản, thì chúng tôi cũng phải đồng hành với họ là bằng ngoài cách để giảm bớt cái chi phí. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành hàng rau quả có đủ tiềm năng để có thể đạt kỷ lục mới là 6,5 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm nay. Nông sản Việt hiện đã có mặt ở khoảng 190 quốc gia, thế nhưng với những thị trường lớn thì thị phần còn khá khiêm tốn. Đơn cử như thị trường Trung Quốc là thị trường chủ lực của chúng ta, thì đến nay nông sản Việt mới chỉ chiếm khoảng 5% trong tổng sản lượng nông sản nhập khẩu của đất nước 1,4 tỷ dân này. Điều này đang đặt ra bài toán cho năm nay, đó là làm sao để vừa giữ vững thị trường, vừa tăng thị phần giá trị ở những phân khúc mà Việt Nam có thế mạnh. Sau thành công của sầu riêng tươi, năm nay sầu riêng đông lạnh sẽ là đích đến tiếp theo. Hiện Việt Nam đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ và sẽ được thị trường Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trong đầu năm nay. Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ tăng thêm 30% nhờ mặt hàng này. Sản phẩm mà qua sơ chế chế biến thì đòi hỏi cái yêu cầu nhà máy. Đầu tiên cái thiết kế nhà máy làm sao để đảm bảo an toàn thực phẩm, tức là nhà máy phải đảm bảo là một chiều, không được lây nhiễm chéo, tức là nguyên liệu từ khâu nhập vào đến khâu kiểm soát, đến khâu sơ chế, đến khâu chế biến, đến khâu lưu kho, đến khâu xuất khẩu là phải đảm bảo một chiều. Nếu có sự chuẩn bị tốt, các mặt hàng nông sản tỷ đô la Mỹ của Việt Nam đều khá lạc quan trong năm 2024. Nhưng mục tiêu trở thành nhà cung ứng hàng xuất khẩu nông sản ngày càng chất lượng vẫn đang cần những nỗ lực và thay đổi. Chất lượng của yến Việt Nam là hàng đầu. Chính vì vậy mà làm sao để mà đảm bảo được cái chất lượng này mang ra thương hiệu của Việt Nam, mang ra thế giới, thì cái này mới là một cái điểm rất là quan trọng mà cần phải quan tâm. Năm 2023 thì cái sản phẩm gạo của chúng ta cũng đạt được một cái mức giá kỷ lục. Nhưng cái điều đó nó dựa vào yếu tố thị trường nhiều hơn là yếu tố thương hiệu. Thế thì chúng ta cũng phải chăm chút vào cái việc là xây dựng thương hiệu trong cái thời gian tới. Thế còn bên cạnh đó thì truy xuất nguồn gốc cũng là những yếu tố mà hết sức cần thiết. Và chúng ta sẽ phải chấp nhận là không chỉ những cái thị trường như là EU, như Nhật Bản mới yêu cầu, mà kể cả những thị trường như Trung Quốc và các nước ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, vị trí nhất nhì về sản lượng đã không còn nhiều tác động, mà thị trường đang cần những câu trả lời về chất lượng. Sản xuất nông sản không phá rừng, nông sản carbon thấp sẽ là hướng đi để tăng giá trị và thương hiệu cho Việt Nam.